Hai mọi người, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại open cái box này, có hai quần, một cái quần short và một cái quần dài màu đen. Quần trước mình hứa với bạn là chắc tầm khoảng 2-3 hôm nữa mình sẽ có mình review cho các bạn sau cái quần đấy nhé. Mình order rồi. Chúng ta sắp chuyển thành đây. Mình mua cái quần đây các bạn nhìn nhé, so beautiful. Cái quần này nó cũng là cái truyền thống của Adidas thôi. Mình mua cái quần đen truyền thống của Adidas. Cái quần này thì nó là bền thôi rồi thì các bạn, nó không bao giờ bạc, không bao giờ rách. Mua cái áo nó mấy năm rồi, bây giờ mình mua cái quần thôi. Đây. Quần này bền lắm, vải này nó chất bền, không bao giờ hỏng, không bạc màu. Những cái quần màu vải kiểu lông lông như này, màu đen thế nào giặt máy giặt máy sấy nó bạc màu lắm bạn. Đây này mình xem, made in cái này, Pakistan bạn. Pakistan, yeah. Adidas, Pakistan. Đây mình biết là các bạn có nhìn được không? Nhưng mà cái chất liệu vải này nó bền lắm bạn. Truyền thống của Adidas nó không có gì nổi trội, không phải là mẫu mới. Đây là cái quần short. Vải nó dày dặn đẹp. Vải nó dày đẹp lắm. Mình size S này. Made in Pakistan này, không phải Việt Nam, mà là Pakistan. Adidas nó đặt nhiều chỗ lắm này. Các bạn quan sát nhé. Các bạn quan sát kỹ khi thích cái loại quần áo nào, đây tên tuổi nó này. Đây, tên gì này, mình viết ra cái tựa đề riêng này. Của nó đây. Bạn quan sát kỹ những cái quần này. Đấy, cái chất liệu vải để cho mà biết, để cả mọi người đi lên. Đây là bên trong này, chất liệu vải bên trong này. Đấy, còn đây chất liệu vải bên ngoài này. Đấy, các bạn nhìn thế này. Đấy, túi này, zipper này. Đấy mọi người nhá, túi zipper, có zipper nhá, vải dày lắm bạn. Mặc đảm bảo nó bền thôi rồi luôn, những cái loại này. Những quần áo S&M với Zara ấy, nó không có chất liệu như này đâu, mặc nó sờn lắm. Nhưng cái chất liệu này thôi rồi luôn bạn, các bạn khỏi nghĩ luôn, chất liệu ok luôn. Các bạn nhìn form quần. Nếu các bạn có mua thì các bạn cứ lên YouTube các bạn đánh để tham khảo, tham khảo xem mà xem trước thì bạn mua cũng mình thôi, mình cũng nên mình đánh mình tìm kiếm trên cái YouTube ấy, sau này mình search lên rồi mình muốn mua, ý định muốn mua cái quần này mình search lên đây. Trong Adidas đề cái ảnh ấy nó không có rõ ràng, mình chỉ quay ở mục đích cho các bạn biết là cái quần đấy là các bạn muốn mua nó như thế nào, như thế nào. Các bạn đợi mình chút nhé, mình mặc vào cho các bạn xem, lên dáng cho các bạn xem như thế nào nhé, có ok không ấy. Nó mềm. Đây các bạn nhìn, ok lắm bạn. Beautiful. See. Con nhẹ mình. Perfect. Đây, mọi người nhìn thế nào. Chỉ là vài quần. Okay. Áo của mình, bộ của nó bây giờ, nhưng mà mình mới săn được, mình mua săn những quần áo này, sạch nhanh tay, không nhanh tay là nó không có, người ta mua nhanh nhất là những màu xanh. Mình dành mãi 2 năm nay rồi vẫn chưa được cái quần màu xanh của cái bộ giống như này, khó lắm. Mình lại lên
dán nút cái quần xót và mình xây bài các bạn nhé. Video lần sau là mình sẽ mấy ngày nữa mình sẽ cho các bạn xem cái quần mình đã lướt các bạn của cái bộ đấy nhé. Ok, tại bình trước cái quần này nó hơi to so với mình. Đắn, khỏe, êm, có giãn, xí, thoải mái lắm rồi. Bạn thể thao rồi, nhưng mình hoạt động ngoài trời thoải mái, không vấn đề. Còn lâu mới hỏng được cái chất liệu này. Bạn cứ yên tâm mà mặc thôi. Mình bảo cái nào nó ok là nó ok, cái nào nó không ok là không ok. Đây. Cái dáng này thì nếu mà đúng ra nó mặc trên cái đây, nó trên cái đầu gối thì đẹp, nó xuống cái đầu gối thì hơi xấu một chút. Cái size này hơi to, cái này mình phải lấy XS. Cái size quần này nó đánh size khác, nó không giống như cái size kia nhé. Mình nhờ mình phải mặc XS. Đây, nó phải mặc trên đầu gối các bạn nhé. Nếu mà muốn mua quần này nó phải mặc trên cái đầu gối mới đẹp nhé. Mặc dưới đầu gối là nó không có đẹp, dáng nhìn nó lùn. Đấy các bạn, thế thôi. Mình review cho các bạn hai quần này thôi. Hẹn là mấy ngày nữa mình làm nốt cho bạn cái video kế tiếp để mình khoe cái quần mình order đã hứa các bạn. Video mình đã hết. Bye các bạn. Hẹn các bạn video kế tiếp.